khẩu một cái về thiết bị y tế. Bản thân trong các gia đình là cũng bà xã và mọi người cũng đang hành nghề y, tức là bác sĩ. Thế nhưng mà đầu tiên ấy, thực chất là đầu tiên là đi học Thầy Châu là mang tính đầu tiên là phải tò mò trước. Vì cũng tò mò là mình là cũng người có bệnh, ví dụ như thấy huyết áp thì không ổn định, rồi là vào thì hai nữa là thấy cái tên là thập kỷ liên tâm, rồi cảm xạ thì cũng không hiểu nó cảm xạ thì như nào. Vì ngồi với các đàn anh, ví dụ như có những người người ta nói về cảm xạ thì mình cũng nghe thì cảm xạ thì thấy hay hay thì đi học. Bản chất thì cũng muốn là học được cái gì, xong rồi mình tò mò để mình xem. Nhưng mà sau khi học xong thì thực ra thì so với các tuổi các bác này thì là chuyên sẽ kém rất nhiều, cái điểm là bận quá cho nên thực ra không có thời gian thực hành nhiều. Thôi thì cái đầu tiên ấy, học về thì đau đầu thì biết cách bấm miếng với cả hai nó tắt mũi thì là để xoa. Có cái cơ bản nhất là cái cặp đá của thầy là về nhà bản thân mình, rồi bà vợ là kể cả là bác sĩ đấy, nhưng bảo thôi cứ dùng đi, dùng thì thấy cái này đôi khi nó còn hay hơn cả bác sĩ của cái ngành y. Thì cứ dùng thì vì sau ngày vài buổi đầu tiên dùng thì thấy mình thấy là cái về mặt y học mình thấy cái lượng nước tiểu nó sẽ ra rất vàng và mình thấy dấu hiệu cũng đào thải. Thì sau khi học xong rồi thì là cũng thực ra đến bây giờ đấy cũng mua của chuyên viên là rất nhiều, tức là mua đến mười mấy cặp là toàn để đi biếu người thân, rồi biếu bên nội bên ngoại những người đang có bệnh, hoặc là biếu mấy chị em. Ví dụ như là hiện nay là cái tuổi này thì là rất nhiều chị em mà mắc bệnh ca chẳng hạn, hoặc u rồi mà sau khi phẫu thuật xong thì bây giờ là mình biếu họ để họ sau khi họ uống những cái thuốc đào thải sau thì là để cho nó đỡ. Thì là cũng thấy là nó rất là hữu ích. Thì hôm nay hôm nay cũng có cái Thầy Châu đây và có tất cả mọi người đây. Hôm nay thì là chuyên ấy đang đại diện cho tập đoàn, tức là một cái mảng thiết bị tiêu hao của Mỹ, tức là tập đoàn GE Healthcare của Mỹ tại Việt Nam. Hôm nay thì thực ra cái thập chỉ liên tâm nó cũng rất hay, là trong cái môn học mà Thầy Châu có giảng là trước khi học mình kiểm tra, tức là sau khi mình xoa bóp bấm huyệt rồi các thứ thì là cái lượng máu trong cơ thể mình sẽ lưu thông. Thực ra cái mục của mình đây là y bao mạch, tức là lưu thông mạch máu, thì lượng oxy trong máu nó sẽ thay đổi. Thì tiện hôm nay thì cũng mang đến đây là biếu một Thầy Châu một cái máy của Mỹ là chuyên để đo về nồng độ oxy trong máu. Bộ máy này là bộ máy tương đối đắt tiền, nó 10 triệu, nhưng mà cũng gọi là góp một phần vào cái công sức của gọi là với cùng với Thầy Châu là để coi như là giúp ích thêm mọi người trong vấn đề hành. Mọi người tự học rồi xong vấn đề hành. Rồi, tôi đưa cho thầy, rồi thầy cầm rồi cho nó tương tổng cho. Vâng, cô em. Cái này thì nó em hướng dẫn Tuấn, cái này nó rất đơn giản thôi ạ. Có pin và cái này là nó chỉ cắm cái sensor vào là đo lượng SPO2, ví dụ như bình thường của mình. Vâng, đo kẹp đầu ngón tay. Bình thường thì là của một người mà để cho nó sinh hoạt tốt thì là như thầy giảng nó phải nồng độ oxy trong máu nó trên 96, chứ ai mà còn lẹt đẹt khoảng độ 90-92 là có vấn đề rồi đấy. Thì bây giờ là sau khi mình xoa bóp xong mà cứ đo lên 96-98-99 là tuyệt vời rồi. Và cái này đo rất nhạy, cái này quăng vật thấy quăng vật rất thoải mái. Cái này là cái là nó gọi là quảng cáo, gọi là voi dẫm mà không bị giật. Tất cả đều được bọc bằng oxy, bằng cao su. Cái này cứ bình thường dùng thì còn mai kia thầy dùng mà nó hỏng cái này thì lúc đấy thì rồi. Chắc là em sẽ cung cấp thêm cho thầy cái này. Rồi. Cái này đơn giản là cái này chỉ có dùng pin pin tiểu thôi. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi. Chào. Rồi, mày không sao. Rồi. Đây em xin. Rồi, cảm biệt rồi. Em xin gửi thầy. Rồi, xin cảm ơn nhiều. Rất gọn nhẹ. Cái này trong bệnh viện là dùng cho y tá, cho vào cái túi blue đi đâu, tất cả các bệnh nhân kiểm tra vừa và cấp cứu cái đo xem là ông này. Ví dụ như là có những người mà trẻ em chẳng hạn, là có những người mà bị thiếu oxy thở kém, cái đo cán trên tay là phải cho cứu ngay, như là mặt mũi tái. Hốt đi anh em, chùm kem nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá trường gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà,
bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.